Tiếp tục chào đón quý vị với một đôi loa, phải nói là một dòng loa ít có và hiếm có. Hôm nay Tuấn Âm Thanh Phú Thọ giới thiệu đến quý vị một mẫu loa đến từ nước Đức. Đây là dòng loa đến từ nước Đức, em nó thiết kế với lại hai bát 25 một tép. Tại sao em lại nói lên hai bát 25? Cũng đã có rất nhiều quý vị đã điện lên là muốn em test để cho quý vị thưởng thức cái đôi loa này. Bởi vì cách đây khoảng độ 3 hôm em có về cái mặt hàng này nhưng mà chỉ giới thiệu quay ở ngoài ngoài sân thôi, sân vườn về thôi. Chưa có bản test. Báo cáo quý vị đây là đôi loa Đức, đôi loa một dòng loa đến từ nước Đức đây. Nó thiết kế với lại hai bát 25. Thì cái dần dần em sẽ giới thiệu. Con này là nó giới thiệu quý vị là đây là một bát 25 này. Và phía sau con loa này còn một bát 25 nữa nhé. Con này thiết kế với lại màng giấy gân mút bát 25. Phía sau con bát này nó có nghĩa là nằm ở tầm này, trồng này là một con bát tương tự như con bát này luôn. Đã có clip khui hàng cho quý vị xem rồi nhé. Đây là một trong những đôi loa khá to, em nó cao trên 1 mét luôn, em nó cao trên 1 mét nhé, trên 1 mét. Quý vị là cần chi tiết hơn thì đã có clip khui hàng cũng như là clip đo kích thước em nó chiều cao nó chắc chắn là trên 1 mét rồi, chiều ngang 30 và chiều sâu cũng 30 đấy. Để đây, phía sau này em sẽ cho quý vị chi tiết hơn về đôi loa. Do trời tối em sẽ bật cái đèn này lên, bật cái đèn flash để cho quý vị nhìn cái phía sau, cái thông số phía sau, phía sau của loa nhé, thùng loa nhé, phía sau thùng vách loa còn rất là đẹp. Gần 1 phần 3 từ dưới lên là có một lỗ thông hơi khá to đấy, lỗ thông hơi đây. Còn đây, đây là đôi loa Lancer hay Lancer gì đây, Lancer 500 Plus. Công suất của em nó là 240W một loa, 240W một loa, quý vị nhìn kỹ hộ em. Công suất của em nó là 240W một loa nhé, độ nhạy là 90 dB. Đây hàng Made in Germany, hàng của Đức. Đây là một trong những đôi loa Đức. Loa Đức thì thiết kế những dòng loa này ít có, nhưng mà đây là một trong những đôi loa Đức thiết kế theo kiểu vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Rất ít có những đôi loa Đức vừa nghe nhạc vừa karaoke. Mà cái đặc biệt của em nó lại thiết kế với hai bát, quý vị nhớ nhé, là con này thiết kế với hai bát 25 như này, một bát bên trong đấy. Đôi loa này có thể đáp ứng cho quý vị vừa nghe nhạc vừa karaoke gia đình thoải mái. Với công suất nhạc của em, tần suất của em nó khá lớn khá mạnh, em nó có thể đáp ứng được cả nhạc nhẹ lẫn nhạc mạnh lẫn là nhạc sàn, nhạc gì em cũng chơi. Mà cái đặc biệt hơn là với dòng loa Đức này thì tiếng bát nó rất là mềm, nó mềm và cảm thấy là nó rất là nhạc. Sau đây em mời quý vị đi vào một số bản test nhạc. Sau đó em sẽ karaoke trên chính đôi loa này luôn. Mong quý vị cũng đợi một chút, bởi vì là em sẽ hát karaoke trên chính đôi loa này để cho quý vị thử xem là cái độ chịu đựng, có nghĩa là cái chất âm của em nó đưa ra nó như thế nào. Đây em đã thử rồi. Đấy, chưa quý vị. Đây là đôi loa karaoke, phải nói là có thể đáp ứng được tất cả các dòng nhạc, cả karaoke, cả nghe nhạc cũng như trữ tình đấy. Em nó cảm thấy em đang thử mình, quý vị thấy nó rất là nghe, rất là ấm nhẹ. Cũng không hiểu tại sao là loa Đức nó lại thiết kế khá như vậy, thì là để vào bài luôn. Thì mời quý vị đợi trong giây lát em sẽ đặt cái máy đây, em sẽ chọn bằng trên điện thoại luôn để đưa thẳng đường tín hiệu đến TV cho quý vị nhanh nhất. Và mời quý vị đi với vào với bản test. Bản test nhạc em sẽ test nhạc một hai bài nhạc trước cho quý vị đã, sau đó em sẽ chuyển sang karaoke cho quý vị nghe thử cái dòng này, cái đôi bát chất bát của đôi loa này đã. Nó được đặt hai bát 25 một bát súp ở bên trong, nó khép đánh bát rất là mạnh. Thank you.
sau con bát này còn một con nữa. Rất là thích luôn, bát đập cái đồ ăn. Bát mềm nhũn luôn. Các bác thông cảm, em lại lỡ quên mất ra tắt số của máy bay. Chuyển sang nhạc mạnh hơn cho quý vị nghe nhé. Mời quý vị sang cái mạnh, chất nhạc nó nhanh hơn một chút, trẻ trung hơn một chút. Xin được tạm dừng và sau đây sẽ gửi đến quý vị một số ca khúc để test cái đôi loa này. Báo cáo quý vị là đây là dòng loa Đức, cái chất bass của em nó quý vị đã nghe rồi đấy. Quý vị nào đem tai nghe vào giúp em, con này chất bass nó ra phải nói là nó bass nó rất là sâu nhưng mà không đau tai, mềm mịn luôn. Dòng loa Đức nó có đặc thù của nó là như vậy. Sau đây mời quý vị đến với một ca khúc karaoke để thử xem là cái chất bass của đôi này nó lướt lên và nó mềm và như nào. Mời quý vị sang một ca khúc để em thử chọn ca khúc karaoke. Mời quý vị vào.
Đấy, quý vị vừa nghe mà test thử. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.